ảnh hưởng của bão số 7 nên là từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay thì Hà Nội đã xảy ra những trận mưa rất là lớn. Và tại vị trí tôi đang đứng thuộc km số 8 trên tuyến đại lộ Thăng Long thì đã xảy ra hiện tượng ngập úng. Như ở vị trí phía sau lưng tôi thì nước đã ngập sâu tới hơn 60cm, khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển rất là khó khăn. Đã có nhiều phương tiện bị chết máy phải nằm một chỗ, khiến cho cái dòng xe ùn tắc ở phía sau rất là dài. Tại hiện trường thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cũng đã cử lực lượng ứng trực. Tuy nhiên là với cái lượng nước mưa rất là lớn, cộng thêm cái việc là những cái khu vực này thường là khu vực trũng, thường xuyên xảy ra cái hiện tượng ngập úng, cho nên là hiện tại thì nước vẫn chưa thoát đi được bao nhiêu cả. Vị trí ngập úng nằm trên tuyến đường gom, nơi có mật độ giao thông cao, lại đúng vào giờ đi làm, khiến cho đoạn đường này xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng km. Nhiều lái xe do chờ đợi quá lâu đã quay đầu đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Tình trạng ngập úng không chỉ xảy ra trên tuyến đường chính, mà tại một số vị trí cầu chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long cũng bị ngập nặng. Nhiều phương tiện đã bị chết máy khi cố tình đi qua đây. Mình cũng không để ý mà hôm nay đi qua thế này ngập úng kinh quá. Phải đến gần bánh đấy. Nhưng mà đi bộ là phải gần đến đùi gối. Đúng rồi. Trọng điểm ngập úng còn tồn tại trên đại lộ Thăng Long là điểm giao với đường Lê Trọng Tấn, các hầm chui dân sinh số 3, số 5 và số 6. Nguyên nhân do vị trí các hầm chui dân sinh này có cốt mặt đường thấp hơn 25 đến 30cm so với mặt đường hiện hữu. Khi mưa lớn, mực nước sông Nhuệ dâng cao sẽ xảy ra úng ngập, có điểm ngập sâu tới 1m. Chết máy rồi anh ơi. Nước vào anh ơi. Nước vào nhưng chỗ kia nó sâu quá. Là xe cao thì mới đi được. Để ứng phó với bão số 7, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã phân công 8 xí nghiệp duy trì thoát nước đóng trên địa bàn nhiều quận huyện, thực hiện thanh thải vật cản tại các miệng hố ga, hàm ếch, các cửa xả để đảm bảo đưa nước về nguồn tiêu nhanh nhất. Đồng thời các xí nghiệp này có nhiệm vụ cắt cử lực lượng ứng trực tại các điểm ngập cố hữu để cảnh báo, phối hợp hướng dẫn giao thông khi mưa lớn ngập úng. Có nghĩa là mình đã hướng dẫn người ta là không được vào, nhưng mà người ta phương tiện người ta vẫn cứ lao vào thôi. Ai mà đi kéo không chết, bình thường vẫn chết máy, nó khoảng 3 phân nước thôi mà. Hiện xí nghiệp thoát nước số 6 đã bố trí hơn 20 công nhân cùng nhiều máy bơm để nhanh chóng tiêu thoát nước tại các vị trí ngập úng trên đại lộ Thăng Long. Tuy nhiên, với lượng mưa hơn 100mm liên tục suốt từ hôm qua đến nay, thì dự kiến các phương tiện giao thông sẽ còn di chuyển khó khăn qua địa điểm này trong nhiều giờ tới.